Bố ơi, cho con sang nhà bạn chơi nhé. Bên này là ngô, còn bên này là bắp. Mày lựa ngô theo ngô, lựa bắp theo bắp, rồi muốn đi đâu thì đi. Thôi, con ở nhà xem tivi vậy. 99% chúng ta không phân biệt được ngô và bắp. Nhiều người cho rằng ngô và bắp là một, sai. Trên tay tôi là một trái ngô và một trái bắp. Với người bình thường thì sẽ rất khó để phân biệt. Nhưng đối với tôi thì... cái nào là ngô nhỉ? Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy hạt bắp rất tròn trịa và bóng bẩy. Còn hạt ngô thì... cũng như vậy. Ngô thực chất là một loài cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Còn bắp thì đến từ... một hành tinh khác. Bắp thực chất là một công cụ gián điệp. Người ngoài hành tinh đã cài các thiết bị vi mô vào bắp để nghe lén chúng ta. Hãy cẩn thận khi bạn ăn bắp vì có thể bắp đang thu thập thông tin của chúng ta. Còn nếu bạn ăn ngô, thì phải ăn với muối ớt. Đây là Tèo, một thiên tài siêu cấp VIP Pro. Tèo được mẹ cho nghe ngoại ngữ ngay từ trong bụng. Vừa chào đời, Tèo đã nói được 17 thứ tiếng. Năm 3 tuổi, Tèo phát minh ra 6G. Lên 5 tuổi, Tèo dạy học cho các giáo sư Đại học Harvard. Năm 7 tuổi, Tèo hoàn thành bộ sách giáo khoa dùng chung cho toàn dãy ngân hà. Khi đo chỉ số IQ của Tèo, máy đo IQ đã phát nổ. Trong cuộc thi trí tuệ nhân tạo toàn cầu, ChatGPT đã xin rút lui khi nhìn thấy Tèo. Tèo chỉ mất 0,2 giây để đánh bại Son Goku. Biết tin này, Saitama và Thanos đã tìm đến Tèo để thử tài. Lần này thì Tèo mất 0,3 giây, đều đặn tuần một lần. Tèo đi gặp Chúa và Đức Phật để luận bàn về vũ trụ. Dậy, dậy đi Tèo. Sao thế bố? Mẹ mày vừa đi học phụ huynh về. Năm sau, mày học lại lớp 1 với thằng cháu. Đây là cụ Lầy. Năm nay cụ đã 123 tuổi, nhưng cụ có thể chạy 1.000 cây số, bơi 500 km và leo lên đỉnh Everest chỉ trong vòng 1 tiếng. Thưa cụ, cụ có bí quyết gì để sống thọ như vậy? Muốn sống thọ phải ghi nhớ 4 điều sau. Điều gì ạ? Thứ nhất, tôi chỉ đi xe với vận tốc 100 cây số trên ngày. Thứ hai, tôi không bao giờ ăn ngoài hàng quán. Tại sao vậy ạ? Vì sợ thực phẩm bẩn. Tôi chỉ đặt đồ ăn ship về thôi. Thứ ba, tôi không ăn rau, chỉ ăn đồ chiên xào dầu mỡ. Sao lại phản khoa học thế ạ? Vì với đồ ăn dầu mỡ trơn trượt, vi khuẩn không thể bám vào. Hợp lý. Thứ tư, tôi luôn đi ngủ rất sớm. Cụ thể là mấy giờ ạ? Khoảng 3 giờ sáng. Sao cụ lại đi ngủ sớm thế ạ? Vì tôi phải dậy sớm để tập thể thao. Xin hỏi cụ chơi bộ môn thể thao nào ạ? À, tôi chơi thể thao điện tử. Tin khẩn cấp, một thiên thạch khổng lồ đang lao thẳng về phía trái đất. Chúng ta chỉ còn vài tiếng trước khi tận thế. Sắp tận thế rồi. Hôm nay nhà mình đi ăn lẩu. Thế con có cần làm bài tập nữa không? Phải làm cho xong đi chứ. Nhưng mà sắp tận thế rồi, làm sao cô chấm bài được? Cô nhắn trong nhóm lớp này: các em làm bài đầy đủ, lên thiên đàng cô kiểm tra. Tin khẩn cấp, thiên thạch chỉ còn cách trái đất 100.000 cây số. 100.000 cây số? Còn xa chán. Bố ơi, từ bé đến giờ con chưa từng được xem thiên thạch rơi. Chuẩn bị được xem rồi đấy. Thích nhá. Ồ, hai bố con nói gì mà rôm rả thế nhở? Ông ơi, thiên thạch sắp rơi, trái đất sắp tận thế rồi đấy ạ. Cuối cùng ngày này cũng tới. Ông đã từng tham gia Thế chiến 1, kháng chiến chống Pháp, Thế chiến 2, kháng chiến chống Nhật, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới đánh Trung Quốc. Ông còn giúp cụ Trần Hưng Đạo phang quân Mông Cổ. Tin mới cập nhật, thiên thạch đã thay đổi quỹ đạo bay sang sao Hỏa. Mày làm bài tập xong chưa? Chào mừng bạn đến với chương trình Ai là Lầy Phú? Dạ vâng ạ, bạn đã sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Câu hỏi số 1. Con mèo thường kêu thế nào khi thấy chủ về? A. Gâu gâu. B. Quắc quắc. C. Ún ỉn. Và D. Ba tê của tao đâu? Tôi chọn đáp án D. Chính xác. Câu hỏi số 2. Con người cần ăn gì để trưởng thành? A. Ăn cơm. B. Ăn phở. C. Ăn rau muống. Và D. Ăn hành. Tôi chọn D. Ăn hành. Không thể sai được. Câu hỏi số 3. Nếu một con mèo nói I love you thì chuyện gì đang xảy ra? A. Mèo đang nói tiếng Anh. B. Mèo đang nói tiếng mèo. C. Mèo đang yêu. Và D. Loài mèo đang thống trị trái đất. Tôi chọn đáp án D. Quá tuyệt vời. Câu hỏi số 4. Làm cách nào để ngủ ngon? A. Đếm cừu. B. Lướt TikTok. C. Vừa xem TV vừa ngủ. Và D. Không đặt chuông báo thức. Quá rõ ràng. Đáp án D. Không thể không chính xác. Câu hỏi số 5. Loài chim nào khiến người khác phải bỏ chạy? A. Chim họa mi. B. Chim chích chòe. C. Chim báo thức. Và D. Chim cút. Mời bệnh nhân tiếp theo. Chào bác sĩ. Dạo này tôi thấy khó ngủ quá. Bạn có biết 99% chúng ta đang ngủ sai cách? Thật sao ạ? Ngủ sai cách không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn làm giảm tuổi thọ của vi tiền. Loài động vật ngủ đúng cách nhất không phải con người mà là con lười. Con lười ạ? Loài lười ngủ 20 tiếng mỗi ngày. Chúng ta nên học hỏi. Để ngủ đúng cách, hãy nằm ngửa, giơ hai tay lên trời, chân co lại. Tư thế này giúp tuần hoàn máu lên não tốt hơn. Có cần phải đu lên cây giống con lười không ạ? Cũng được, nhưng hãy đặt căn cước công dân của bạn lên bụng. Tại sao ạ? Để bên pháp y còn thông báo cho người nhà.
Thôi bác sĩ, cứ lấy cho tôi mấy viên thuốc ngủ là được. Tôi cảnh báo, nếu bạn uống thuốc ngủ thì sẽ rất dễ ngủ. Nhưng tôi khuyên bạn không nên dùng thuốc ngủ. Tại sao ạ? Bởi vì đã có trà hoa ngũ cốc giúp ngủ ngon, mát gan, thanh lọc. Ui. Thưa sư lầy, con mời sư ăn chè ạ. Cảm ơn con. Các con có biết ý nghĩa của cây muỗng là gì không? Ý nghĩa của cây muỗng sao? Chẳng phải chỉ dùng để ăn cơm và uống canh thôi sao ạ? Đúng vậy, nếu không có cây muỗng, chúng ta sẽ phải búc cơm bằng tay, ăn bằng đũa cũng được mà thầy. Yên lặng đi con. Nếu không có cây muỗng, chúng ta sẽ phải dùng tay để múc nước canh, dùng ống hút cũng được mà thầy. Thế còn rau, còn thịt trong canh làm sao mà hút? Dạ, thì mình lại dùng đũa ạ. Hãy nhìn vào cây muỗng, đầu tròn, cán dài. Cây muỗng dạy chúng ta rằng cuộc đời cần một chút vòng vo và một chút thẳng thắn. Nếu ta không dùng muỗng thì cái muỗng sẽ không còn là cái muỗng, nó chỉ là một khúc kim loại vô nghĩa. Hãy dùng muỗng trước khi muỗng dùng lại chúng ta. Tại sao nước lại ướt? Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giải đáp một câu hỏi mà khoa học hiện đại chưa thể nào trả lời một cách rõ ràng. Tại sao nước lại ướt? Ai cũng nghĩ rằng nước ướt bởi vì nó là nước, nhưng đó chỉ là vỏ bọc của sự thật. Các bạn biết không, nước thực ra không hề ướt, nó chỉ giả vờ ướt để chúng ta phải sử dụng khăn lau. Đó là âm mưu của ngành công nghiệp khăn tắm. Thực ra, nước chỉ trở nên ướt khi chúng ta động chạm vào nó. Khi ta chạm vào nước, các hạt nước sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ và đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy ướt. Nhưng nếu bạn không chạm vào nước, chẳng ai có thể chứng minh rằng nó ướt cả. Hãy cùng tôi kiểm chứng điều này. Đây là một ly nước và bây giờ tôi sẽ thử không chạm vào nó. Bạn thấy đấy, nước hoàn toàn không ướt, cực kỳ khô ráo. Chỉ khi chúng ta chạm vào nước, nó mới trở nên ướt. Nói cách khác, nước không tự nhiên ướt, chúng ta tạo ra sự ướt. Vậy thì câu hỏi thật sự là tại sao chúng ta lại cảm thấy nước ướt? Đó là vì nước ghét con người. Đúng vậy, nước không muốn bị chạm vào, vì vậy nó trả thù bằng cách làm cho bạn khó chịu khi bị ướt. Và đó là lý do thực sự tại sao nước lại ướt. Đây không phải là vấn đề của vật lý hay hóa học, mà là vấn đề của tâm lý học. Nước đang chơi đùa với chúng ta. Và đó là bài học ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng nước không ướt, nó chỉ giả vờ ướt mà thôi. Đừng để nước lừa dối bạn. Hãy theo dõi kênh của tôi để không bỏ lỡ những khám phá khoa học chấn động tiếp theo. Và tôi là nhà lề học Lơ Văn Tèo. Con thưa bố ông cụ. Bất dậy. Sao ạ? Sao lại bố ông cụ? Sao mày lại đặt bố mày trên tao? Vậy thì xin thưa là ông bố cụ được không ạ? Được. Ổn. Vâng ạ. Ổn đấy. Vớ vẩn. Ổn cái gì mà ổn? Thế bây giờ con phải nói thế nào ạ? Mày nói thế nào cũng được, miễn là nghe nó thuận tai mà không bị nghịch nhĩ. Dạ, vậy thì con xin thưa cú ông bộ, thưa bộ ông cú. Được. À, thưa cụ ông bố ạ. Đấy, được không ạ? Về cơ bản là tôn ti trật tự thế là đồng ý. Vâng. Nhưng mà nghe nó không xuôi tai. Con sắp xếp lại đi con. Bạn thường làm gì vào buổi tối? Đi ngủ. À không, ý tôi là bạn thường làm gì vào lúc rảnh? Đi ngủ. Không, ý tôi là ngoại trừ lúc ngủ ra ấy. Đi ngủ. Thánh thần thiên địa hội ơi!